quang cảnh sân bay Tân Sơn Nhất buổi tối nghỉ lễ Noel rất là vắng vẻ. Đây là mình quay ở bên Vietjet Air nha. Chuyến đi Then we try to check in here. What are you doing filming an airport for? Don't film an airport. Bây giờ 8 giờ tối, đã nằm vắng. Đêm Noel ta hát mừng. Không có người.